27 cũng 20% và 28 dự kiến. Đúng không? Đây là dự kiến nó cũng là 25%. Như vậy là kiếm được 57% và công ty trả ra khoảng 25%, như vậy là mới gọi là tính tỷ lệ tái đầu tư thì khá cao đấy, đúng không? Là khá là ok đúng không? 25%. Rồi. Như vậy là theo theo cái tỷ lệ như thế này thì là là khoảng rồi rồi như vậy là cũng cái thông số này là thông số tỷ lệ trả tiền mặt, còn tỷ lệ tái đầu tư thì chắc là dễ rồi đấy. Năm trăm trừ ngược lại rồi 56%, như vậy là vẫn có một cái tỷ lệ tái đầu tư khá cao đúng không? Mà trong khi cái tiền mặt đấy thì đúng không? 25% đúng không? 25% mà nhân 110, 2.500 một cổ, trong khi hiện tại là đang giá bao nhiêu đây? 30 đúng không? Như vậy là khá cổ phiếu là 10. Nhưng mà tỷ lệ này gọi là tỷ lệ cổ tức trên giá đúng không? D trên P đi. Như vậy là sẽ vào khoảng khoảng rồi 8 8,3%. Rồi, như vậy là khá vẫn còn cao hơn là mặc dù tỷ lệ cổ tức này mới chỉ chiếm có 44% lợi nhuận công ty kiếm được nhưng mà đã 8,3%. Như vậy là chỉ cần ít nhất mình nhận được cái này thôi là mình đã ở ở cái vị thế an toàn rồi. Còn cái phần còn lại tái đầu tư thì chắc là một vài năm sau thì ok hơn thôi. Như vậy là thông tin cơ bản cho thấy này lúc này là khá ok. Rồi. Như vậy sẽ bắt đầu tiếp đúng không? Xem là Zona DG Long Thành đang có những cái gì. À, ngày xưa thì có tổng Zona DG là một này, điện lực Đồng Nai này, rồi công ty cấp xây dựng cấp nước Đồng Nai, rồi công ty là cấp Đồng Nai, bưu điện Đồng Nai bây giờ là viễn thông Đồng Nai, quỹ đầu tư phát triển của tỉnh Đồng Nai và công ty xây dựng Nora G, xây dựng kia thì chắc là cái công ty con của thằng bên bên bên, bên tổng Nora G rồi. Quỹ đầu tư phát triển thì cái này là giống như là cái thằng gì nhỉ, Hifix của Thành phố Hồ Chí Minh, chắc là giống như là cái công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh này, như là một công ty đại diện của tỉnh mà quản lý tất cả phần vốn của tỉnh ở trong trên địa bàn. Như vậy là rõ ràng là Sonalizy Long Thành là có một cái đội ngũ của cổ đông là khá là hoành tráng đấy đúng không? Như vậy là sẽ phục vụ rất tốt cho cái việc mà xin giấy phép này đúng không, rồi kinh doanh cái thứ là chính quyền của tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ở mức độ đấy. Và xem tiếp theo có cái gì. Rồi đây có được hình thức phát triển đúng không? Vốn điều lệ đầu chỉ 50 tỷ thôi. Đúng không? 2 năm thì công ty tăng vốn điều lệ 71 tỷ, đúng không? Ngành nghề chính thì vẫn là khu công nghiệp, khu dân cư thôi. Nên là 7 thì là 100 tỷ rồi, đúng không? Lên sàn là bao giờ nhỉ? 9 hay 8, đúng không? Như vậy như là lúc ấy là vào khủng hoảng. Rồi. 29 thì công ty lên sàn, đúng không? Hôm nay là bắt đầu có cái mã này là SL. 2010 thì thành lập sàn giao dịch bất động sản Sonadeji, đúng không? Tháng 4 hay là 10 thì tôi cũng tăng vốn từ 100 lên 200 tỷ, như vậy lúc lên sàn là 100 tỷ thôi, về sau thì 200. Rồi. 2013 thì 4 thì thành lập chi nhánh Sonadeji Long Thành tại khu công nghiệp Châu Đức. À rồi lúc ấy mình nhìn thấy trên bản đồ map thì thấy có Châu Đức gì đấy, chắc là ngay cạnh nó thôi. Rồi. À Long Đức không phải Châu Đức. Rồi, ok. Không biết là đâu. Khu công nghiệp chi nhánh tại Châu Đức à, đó là rồi Châu Đức.
vọng là cũng gần đấy. À rồi. À trời 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 trời. Như vậy là khá xa. Đúng không? Trong Đức thì còn cần thành phố Bà Rịa hơn cơ. Như vậy là từ đây đến đây là cũng được 45 cây nữa. Nếu mà 5 nốt vào kia thì đến 80 cây vào Sài Gòn. Như vậy là cái này là gần 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 Vũng Tàu hơn, đúng không? Hơn là gần Sài Gòn. Đúng không? Như vậy đây là chắc đi tầm hướng khác rồi. Rồi. Đây là cửa hàng xăng dầu xuống đi Long Thành chi nhánh. Rồi. Đến 25 thì khai trương thì hoạt động cửa xăng dầu. Đúng không? Ok, thành lập với khai trương thì ghép vào nhau cho nó nhanh. Rồi, như vậy là ở đây thì có các cái này đăng ký theo quy định của pháp luật thôi. Đúng không? Như vậy là chắc là cái quanh công nghiệp và một số ngành nghề liên quan. Đây là cơ cấu hội đồng đại cổ đông này. Cái này thì với hội đồng quản trị thì chắc là cũng giống như các nơi khác thôi. Đại cổ đông này, ban kiểm soát này, hội đồng quản trị này, ban tổng đốc này, đúng không? Bộ phận hành chính nhân sự, bộ phận tài chính kế toán, bộ phận gì đây? Chắc là kinh doanh gì đấy, dự án xăng dầu và AN là cái gì đấy? Dưới này thì bắt đầu có cơ cấu hội đồng quản trị, đúng không? Ông Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 70, thạc sĩ. 98 hay là 2 thì là nhân viên phòng tư vấn đầu tư công ty phát triển ở khu miền Biên Hòa. À rồi, thằng mẹ. Từ 2 đến 3 đến 5 thì là trưởng đại diện của Biên Hòa ở khu nghiệp Gò Dầu. Rồi. Gò Dầu thì không biết là đâu, chắc có Bình Dương. Sau đó đến 2 đến 5 hay là 7 thì là phó tổng đốc của công ty Amata Việt Nam gì đấy. Từ 22, 27 đến 29 thì là giám đốc chính nghiệp dịch vụ khu nghiệp Sonalegi, đúng không? Bây giờ là cũng của công ty Biên Hòa, đúng không? Cũng trong này chín là chủ tịch kiêm tổng đốc của công ty Sonalegi Long Thành. À rồi, xong từ 2013 đến 2015 thì là ủy viên tổng đốc của Sonalegi Long Thành, và từ 15 đến nay thì là chủ tịch thôi, đúng không? Chả làm tổng đốc nữa. Rồi ở đây thì ông có Phạm Anh Tuấn, như vậy là công ty này có 2 Tuấn. Sinh tháng 1, 19 tháng 1 năm 75, thạc sĩ tài chính. À rồi, có khi là bên kế toán. 2003 đây là chuyên viên phòng kinh doanh, đúng không? Cũng công ty phát triển khu nghiệp Biên Hòa. Rồi 2003 bên này lúc này là nhân viên phòng tư vấn đầu tư, bên này là nhân viên phòng kinh doanh, đúng không? Như vậy là cũng chưa dính với nhau lắm. 2003 thì trưởng phòng kinh doanh xí nghiệp phát triển Sonadeji. Đúng không? Lúc này là giám đốc xí nghiệp dịch vụ, gọi là giám đốc kinh doanh. Rồi, như vậy là chắc là bắt đầu từ đâu đấy. Là xí nghiệp phát triển nhà, rồi đến 24 là giám đốc kinh doanh công ty Sonadeji Long Thành, đúng không? Đấy. Sau đó 26 là 7 thì là giám đốc tài chính công ty Sonadeji Long Thành, đến 27 là 9 là giám đốc kinh doanh công ty Sonadeji Long Thành. Thế thì trong khi ông này năm 2009 thì đã nhảy lên làm tổng đốc rồi, kiêm chủ tịch luôn. 29 đến 2015 thì là phó tổng. Và từ tháng 1 2010 cho đến 2015 thì là kiêm giám đốc sàn giao dịch bất động sản cho Long Thành. Và từ năm 2010 cho đến 2015 ấy thì là ủy viên hội đồng quản trị, đúng không? Kiêm ủy viên hội đồng quản trị, và từ 2015 đến giờ thì là tổng đốc kiêm ủy viên, đúng không? Vậy là có 2 ông Tuấn đi làm chủ tịch với A Lam là làm chủ tịch với tổng đốc, đúng không? Chia nhau 2 vị trí chính. Ở đây thì có bà Huỳnh Hoàng Oanh, đúng không? Sinh năm 65. À, như vậy là cô này cũng cũng có tuổi rồi. 55, như vậy là 2020, như vậy là cũng sắp về hưu nơi rồi. Cử nhân kinh tế. 85 24 thì công tác tại Ngân hàng Công Thương khu nghiệp Biên Hòa. Rồi như vậy là một người từ bên ngân hàng sang. 24 đến 25. Đúng không? Và công tác đến tận đây là 19 năm. Sau 24 đến 5 thì là phó phòng kế toán Ngân hàng Công Thương khu vực Biên Hòa. Từ 26 đến 7 thì là phó giám đốc tài chính công ty cổ phần Sonadeji Long Thành. À, như vậy sau đó thì 6 thì cô lại chuyển ngược sang về 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 làm một công ty ở khu nghiệp, chứ lại không làm ngân hàng nữa. Rồi. 27 29 là giám đốc tài chính kế toán trưởng, đúng không? Công ty Sonadeji Long Thành. 29 đến 20 thì là phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính kế toán trưởng, đúng không? 2010 thì là phó tổng đốc. Rồi, thứ 2010 đến tháng 10 hay là 10 15 tháng 10 2010 thì là bây giờ từ đến giờ thì là kiêm luôn là ủy viên hội đồng quản trị. Rồi, ok, vậy là cũng như vị trí trên chốt. Ở đây có ông Đinh Ngọc Thuận,
sinh năm 78 à, như vậy là khá trẻ, giờ này cũng chỉ được 40 41 thôi, 42 gì đấy thôi. Thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư xây dựng, nhân viên phòng tư vấn thiết kế năm 2001, công ty thiết kế xây dựng Nam Hoa, rồi rồi nhân viên phòng kế hoạch cái gì đây, kinh tế kinh doanh gì đấy, công ty Nguyễn Hoàng, như vậy là cũng là công ty, một công ty khác. 2002 đến 2004 thì là nhân viên phòng kỹ thuật công ty phát triển khu nghiệp Biên Hòa, à như vậy bắt đầu 2002 đến 2004 nó bắt đầu nhảy về về chỗ Sonergy rồi, nhóm Sonergy rồi. 2007 thì là tổ trưởng tổ dự án, tổ trưởng dự án công ty phát triển khu nghiệp Biên Hòa. 2007 là 9 thì là phó ban quản lý dự án khu gì đây, khu TDC gì đấy bên chỗ đó. Cái gì đây thì 2009 đến 2010 thì là trưởng ban quản lý dự án, giám đốc quản lý dự án khu TDC bên chỗ, ban quản lý dự án khu nghiệp Giang Điền cũng công ty Biên Hòa, rồi trưởng ban dự án kiêm giám đốc thì là ban quản lý dự án Giang Điền, tổng đi phát triển khu nghiệp, rồi cũng là vẫn là Sonergy Biên Hòa kia thôi. 2 năm đến nay thì là phó tổng đốc công ty cổ phần Sonalizi Châu Đức, à rồi ok Châu Đức xem lại, rồi đây chính là cái này ok. Xong từ 25 đến nay thì là đồng thời là ủy viên hội đồng của bên SZL đó. Nó tách ra. Ở đây thì có bà Nguyễn Thị Thu Vân, sinh năm 66, à, như vậy cô này cũng cũng sắp đến tuổi về hưu. Rồi, cử nhân kinh tế, chuyên viên Sở Thương mại Du lịch Đồng Nai, chuyên viên cục vốn quản lý tài sản nhà nước tại doanh nghiệp đó. Đồng Nai, chi cục tài chính doanh nghiệp Đồng Nai. 24 đến 22 là phó phòng kế toán quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai, rồi như vậy là chắc là khi liên quan đến cái quỹ này. 22 nay thì là kế toán trưởng quỹ và đầu tư phát triển Đồng Nai, và đến 25 đến nay thì là phó giám đốc quỹ đầu tư phát triển tỉnh của Đồng Nai, và từ 2016 cho đến giờ, tháng 4 2016 đến giờ thì là ủy viên hội quản trị của công ty phát công ty cổ phần Sonadeji Long Thành, rồi ok. Vậy là con này xuất phát là từ bên quỹ quỹ đầu tư kia ra, chắc là một đơn vị góp vốn lớn. Ở đây có ông Vũ Tiến Hùng, thành viên sinh năm 75, vậy vẫn còn khá trẻ. Năm 96 năm 93 là nhân viên kinh doanh chi nhánh điện thống nhất của Sở Điện lực Đồng Nai, à như vậy là bên này chắc là bên điện rồi. 3 đến 27 thì là tổ trưởng Điện lực thống nhất công ty Điện lực Đồng Nai. 27 28 là phó phòng kinh doanh, đúng không? Điện lực thống nhất công ty Điện lực Đồng Nai. Điện lực thống nhất chắc là một cái đơn vị cấp huyện, cấp vùng như thế của bên tỉnh. 28 29 đây là trưởng phòng thu ngân Điện lực Đồng Nai, rồi 28 đến 29 này thì vẫn là nhân viên phòng vật tư Điện lực thống nhất công ty Đồng Nai, à, nhưng mà trên kia là phó phòng này xuống đây lại thành thành nhân viên phòng vật tư, à, trưởng phòng thu ngân, à, khó hiểu. Tháng 1 hay là 10 đây thì là tổ trưởng hành chính nhân sự Sonadeji Long Bình. À, cũng vào tháng 9 là 10 đến tháng 9 là 13 thì là phó phòng tổng hợp, rồi cũng công ty Sonergy Long Bình. Từ tháng 9 đến 13 là tránh văn phòng công ty Sonergy Long Thành. Từ tháng 11 năm 14 đến nay là bí thư chi bộ của công ty Sonergy Long Bình. Từ tháng 1 năm 12 đến nay thì là ủy viên ban chấp hành công đoàn gì đấy, cơ sở gì đấy, công ty Sonergy Long Bình, mà từ tháng 4 năm 16 đến nay là ủy viên hội đồng quản trị công ty Sonergy Long Thành. Rồi. Như vậy là cũng một công ty bên Sonergy nhưng mà bên Long Bình chứ không phải là từ bên kia sao, không biết là Long Bình Sonergy đó, hy vọng là thầy là cũng khá gần đấy, đúng không? Rồi như vậy là cũng quanh khu này toàn khu nghiệp, như vậy là đây là Amata, đây còn đây là Lotteco, đúng không? Như vậy là Amata như lũ ở trên đọc có thấy gì vậy, như vậy là cũng khu này là còn xa hơn, đúng không? Xa hơn. Rồi như vậy là vị trí của bên Long Thành là khá ok, các khu bên cạnh thì nói chung là không có mấy khu bằng. Rồi như vậy là đây có vẻ gần hơn, như vậy là ok. Như vậy là cái
Bạn bè này là cũng từ Đồng Nai hoặc là từ các công ty bên Solarji mà ra rồi. Lê Tiến Bộ sinh năm 76, như vậy là vẫn còn trẻ. Đồng chí 9 đến 2 là 1 thì là làm trung tâm kỹ thuật điện.